Xin chào các bạn, hiện tại thì chúng tôi đang có mặt tại bến thuyền thượng nguồn của dòng sông Đà. Ngày hôm nay thì chúng tôi đi gồm có 4 thành viên, gồm có chú Thơm này, em Thanh này, anh Vũ và tôi. Ngày hôm nay thì chúng tôi đi lên đây với mục đích là đi thượng nguồn để đánh bắt cá. Hiện tại thì anh Vũ thì đang sửa máy các bạn ạ. Hôm nay thì chúng tôi dự kiến là sẽ đi 2 ngày 1 đêm. Đồ đạc là anh em chúng tôi có mang hết đấy các bạn ạ. Ngày hôm nay thì anh em ở bản cũng khá đông người đi lên đây để đánh bắt cá. Hôm nay thì nước sông nó cũng khá là cạn, phù hợp để đi bắt cá. Mùa này thì không còn những cơn mưa rồi các bạn ạ. Mùa này là mùa đẹp nhất trong năm ở trên Tây Bắc. Nước của sông Đà chúng ta thì dần dần cũng đã trở lại màu trong xanh. Hiện tại bây giờ đang là tháng 11. Từ tháng 11 cho tới tháng 3 đầu năm tới thì sẽ là mùa đẹp nhất trong năm. Đây là mùa rất là thích hợp để anh em chúng tôi có những cái buổi mà đi dã ngoại, cắm trại cũng như là đi sông, đi rừng. Đây là phía gần thủy điện, vì vậy nên cái chỗ khu vực này thì nước nó cũng hơi đục, tại vì ở đây là cửa của các con sông đổ ra. Tí nữa chúng ta đi vào trong một chút là nước thì đẹp lắm các bạn. Bây giờ thì đợi anh Vũ anh sửa xong cái máy là chúng ta sẽ bắt đầu khởi hành các bạn nhé. Anh Vũ thì đã sửa xong máy rồi các bạn ạ. Bây giờ thì chúng tôi sẽ mang hết đồ đạc đi xuống thuyền và sẽ di chuyển lên phía thượng nguồn của dòng sông Đà. Tôi xin giới thiệu với các bạn, đây là chiếc thuyền mà anh Vũ anh đã làm nhé. Đây là chiếc thuyền mới luôn đấy. Mọi lần đi lên phía thượng nguồn này thì chúng tôi không có thuyền. Vì vậy nên thôi thì bây giờ thì mình cũng hay lên phía thượng nguồn. Vì vậy nên anh Vũ anh làm luôn một cái thuyền mới. Xong sau đó là thuê xe di chuyển cái thuyền này đi qua cái đập thủy điện này. Tại vì ở đây dòng sông Đà là nó có cái đập thủy điện. Vì vậy nên anh Vũ anh phải thuê một chiếc ô tô khuân cái thuyền này đi sang phía bên này để tiện lợi trong việc di chuyển đi lên phía thượng nguồn bắt cá của anh em. Mọi lần đi mượn thuyền nó cũng hơi mất công với vất vả. Vì vậy nên chúng tôi làm luôn một chiếc thuyền mới. Chiếc thuyền mới này thì cũng khá là to. To hơn những cái thuyền mà anh em chúng tôi hay đi mượn ở đây. Thuyền này nếu mà trọng tải thì nó rơi khoảng, nếu mà tải bình thường thì nó cũng phải được tầm 5 đến 7 người đấy các bạn. Đấy là có đồ nhá. Còn nếu mà không có đồ thì có thể 8 người vẫn đi thoải mái. Bây giờ thì tôi cũng sẽ bê đồ xuống các bạn nhé. Và chúng tôi sẽ di chuyển lên phía thượng nguồn dòng sông Đà để bắt cá nhé. Bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu chuyến hành trình đi bắt cá ở thượng nguồn dòng sông Đà các bạn nhá. Chuẩn bị là vào đây là sẽ không còn mạng sóng gì đâu nhá. Anh em có thủ thì thủ trước nhá. Đá xanh này, đá xanh, lên thượng nguồn là toàn đá xanh rồi.
hỏng máy rồi. Hiện tại thì chú chó anh em chúng tôi đã đến được cái chỗ mà dựng lều trại các bạn nhé. Chỗ này thì chúng tôi đã dựng lều và ngủ qua đêm ở đây một vài lần rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi lên phía trên để xem là có dựng lều cắm trại được hay không. Tại vì ở đây hiện tại thì cũng đã có một đoàn ở trên rồi. Ở đây thì họ đã đến trước anh em chúng tôi. Chỗ này thì cũng rất là đẹp các bạn ạ. Ở đây thì tiện cái nó gần cái con suối để có thể là lấy nước và nấu ăn. Đấy, như các bạn đang nhìn thấy ở đây có dòng suối và những tảng đá rất là đẹp. Ở dưới thì đã có anh em thì đang bắt cá rồi. Vừa xong thì họ cũng đã bắt được con cá khá là to đấy. To đấy, con đấy to á. Con đấy phải được 5 cân anh nhỉ? 5 cân không? Tầm đấy nhỉ? To đấy. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi lên chỗ dựng lều đây để xem tình hình như thế nào nhá. Đây, đồ của anh em họ đến trước, họ đang để ở đây rồi. Không biết là chú chó anh em chúng tôi có dựng lều cắm trại đây không? Đây là tất cả đồ đạc của họ. Chào chú, chào anh nhá. Dạ. Anh em ăn món gì đây? Ồ, cá hết à? Dạ, dạ, dạ. Vâng, vâng, chú ăn đi ạ. Anh cứ ăn đi. Ăn no rồi. Bọn em ăn sáng rồi, ăn sáng ở nhà rồi. Đây, toàn bắt kính to đấy. Thả cao, toàn con 2-3 ngón, 3-4 ngón lên. Được mùa này thì nhiều cá rồi. Tuyệt vời đấy. Vào đi, vào ăn sáng đi. Vâng, vâng. Chú với anh cứ ăn đi. Hà hết nư nên kín cho nó cả. Thế là mình đi từ hôm nào anh? Hôm qua thôi mà. À, hôm qua, đấy. Mà hai hết nơi mía ta kín cho nằm lại mà. Nó nằm lại thì có, ta kín nằm ngay rồi. Chứ nằm bắt, nằm đây thì mua lạc năm, lạc năm chân đấy thôi. Đội đây thì chú với anh thì đi từ hôm qua. Thế đã bắt được con nào to vậy anh? Con 14 cân rưỡi. À, 14 cân rưỡi à? Được trước con. À. Con lý à, khăm mà cả. Phải tự nhiên. Mà yếu mà cho ông nhắm như tự ông ra rồi. Con kia kia nước này thế này cả chả. Hôm trước thì đội chú với anh đi thì bắt được con 14 cân rưỡi các bạn. Cá lăng ấy. Cá lăng 14 cân rưỡi thì nó có giá trị lắm. Bỏ bây giờ bắt được con cá lăng 14 cân rưỡi khiếp rồi. Tuyệt vời luôn đấy nhỉ. À thế à. Bây giờ thì mình sẽ đi đâu? Hay là ở đây? Thả lưới. Hả? Đi lên trên kia thả lưới. Thế còn lều trại thì sao? Thì mình sẽ tính là mình sẽ ở đâu anh Vũ? Tối thì xem tính về. Tối thì mới về đây đúng không? Bên này thì có ai ngủ chưa? Chưa có ai ngủ đâu. Ngồi bên này cũng được nhưng mà mình không ở chỗ dựng lều ấy. Không thể phát cái này dựng ở đây. Ừ, cũng được. Ngược đến đây. Ừ. Chỗ này thì gần suối mình tiện nấu ăn linh tinh nhỉ? Một nước cạn này là như thế này đấy. Ờ. Còn tí họ lại xả về to lắm. Mùa này thì đẹp rồi. Nhìn sông như này cơ mà. Biên giới Trung Quốc thì cách đây khoảng độ tầm 2 cây thôi, 2-3 cây thôi các bạn ạ. Thì bây giờ thì chúng tôi là dự tính là sẽ đi lên phía trên đó để thả lưới cũng như là bắt cá. Và chiều thì sẽ quay lại đây để dựng lều, nấu ăn uống. Sáng ngày hôm nay chúng tôi đi thì cũng có mang theo một chút đồ ăn, một ít cơm. Và tính là bắt được cá thì sẽ nấu cá ăn, làm đủ các món từ cá. Cái chuyến đi lần này của chúng tôi thì nó cũng kiểu mang đúng tính chất đó là sinh tồn đấy các bạn ạ. Các
các video và các chuyến đi trước thì chúng tôi thường là sẽ mang đồ ăn đi theo, nhưng chuyến này thì chúng tôi không mang gì cả. Cứ đi đến đâu thì đánh bắt được con gì thì sẽ làm món ăn thôi, chứ không có mang gì ngoài gạo. Đó, như các bạn nhìn thấy á, đây dòng sông Đà của chúng ta. Mùa này thì nước rất là đẹp. Từ tháng 11 năm trước cho tới tháng 3 năm sau, đó là thời gian mà mùa nước sông Đà thì tuyệt vời luôn này. Mùa này thì nước không nhiều, nước thường là ít và kèm theo là rất là trong xanh. Đây là cái thời gian lý tưởng để anh em chúng tôi có thể đi cắm trại bắt cá sông Đà và đi quay những cảnh video sông Đà để cho mọi người xem cái độ đẹp của dòng sông Đà mùa này như thế nào. Lên trên phía thượng nguồn này thì có rất nhiều anh em trong bản đi theo, từng tốp, từng đội một. Như bọn tôi thì có 4 người, còn anh em trước thì họ đi thì nói chung cũng tùy 2-3 người hay là nhiều hơn. Đây họ cũng đã có thành quả đấy các bạn ạ. Tôi sẽ cho các bạn xem một chút thành quả của anh em họ đi. Cá thì ở trong đây chắc là cũng được ít thôi, nhưng không được nhiều. Đây con gì đây? Con gì to phết đây? Ô, con lăng nhỏ đúng không? Có nheo. Nheo hay lăng? Đây con to phết đây. Nheo. Cả đám đầu sứt nữa này anh Vũ à? Ồ, nhiều lắm. Tuyệt vời đấy. Đấy. Có cả con trạch này anh Vũ à? Trạch gai anh có này. Lúc nãy thì một đội họ bắt được con cá to lắm, 5 cân cơ. Nhưng họ đi xuống phía dưới này rồi, tôi không kịp quay. Giờ thì chú cháu anh em chúng tôi sẽ đi lên phía trên thượng nguồn để đánh bắt cá các bạn nhé. Thả lưới, răng câu thì chiều chúng ta sẽ răng. Đẹp quá, sông Đà chúng ta thượng nguồn quá đẹp. Tôi đi theo các chú, các anh em thì cũng gọi là chỉ đi chơi, đi quay các bạn ạ. Cũng không giúp đỡ hay là phụ giúp được chú chó anh em nhiều đâu. Chỉ đi cầm máy quay và quay những cảnh đẹp để đăng tải cho các bạn xem thôi. Bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu khởi hành đi bắt cá các bạn nhé. Em xuống đúng không? Xuống đi, để anh ngồi giữa. Thế là đi bắt từ qua chỉ được tưng kia thôi anh ạ? À, mồi thả câu thôi gì? Bây giờ thì chúng tôi sẽ cho hết đồ lên trước để phía trên này, và chắc là sẽ có người ở nhà để nấu cơm buổi trưa, và 1-2 người, 3 người thì sẽ đi bắt cá ở phía trên này. Tôi cũng không biết là dự tính của anh em như thế nào. Nói chung là anh em nói gì thì mình biết đó thôi. Giờ thì chúng tôi sẽ chia ra người đi bắt cá, người ở nhà nấu cơm các bạn ạ. Chỗ đây hơi sâu đấy. Thanh ở nhà nhá. Cái mang theo chứ. Đi thôi. Nước mùa này đẹp quá. Nhảy không?
Chắc nó không bật đâu chị. Xin vào mồm. Một con à? Có dùng nữa không? Mỗi giây một con à? Cảm ơn mọi người đã xem, đã theo dõi và ủng hộ các video của mình. Xin hẹn mọi người tại các video tập tiếp theo. Mọi người nhớ bấm đăng ký kênh để xem thêm nhiều video về khám phá đời sống ẩm thực của mình mỗi tập nha. Chào tạm biệt mọi người, mình là Hiếu. Cảm ơn mọi người đã luôn xem và ủng hộ những video của mình.